các đại Bồ Tát kia mới có thể phát khởi tùy hỷ hồi hướng như thế. Nghĩa là vị đại Bồ Tát kia với phương tiện thiện xảo, dùng vô tướng vô sở đắc không nhiễm trước, không tư duy, không tạo tác làm phương tiện. Đối với công đức thiện cần của Chư Như Lai và các đệ tử phát khởi tùy hỷ hồi hướng không điền đảo, tùy hỷ hồi hướng như vậy là không rơi vào trong hai pháp và không hai pháp. Khi ấy trời đại phạm thiên vương và trời cực quang tịnh, trời biến tịnh, trời quảng quả, trời sắc cứu cánh, mỗi vị cùng với vô lượng trăm ngàn triệu ước thiên chúng đến đảnh lễ sát chân Phật, chắp tay cung kính đồng bạch Phật. Bạch Thế Tôn thật hi hữu, các đại Bồ Tát kia được bát nhã ba la mật đa dùng phương tiện thiện xảo nên vượt hơn thủ thắng hơn các thiện nam vân vân ở trước tu thiện căn không được phương tiện thiện xảo và hữu tướng có sở đắc lúc bấy giờ Phật dạy trời tứ đại thiên vương cho đến trời sắc cứu cánh vân vân. Giả sử tất cả hữu tình ở ba ngàn đại thiên thế giới đều hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng vô đà ở khắp tất cả như lai mười phương thế giới thời quá khứ vị lai hiện tại từ lúc mới phát tâm cho đến khi chánh pháp kiểu trụ trong khoảng thời gian đó các thiện căn tương ứng với bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng hoặc các thiện căn của chư đệ tử hoặc giới uẩn định uẩn tuệ uẩn, uẩn giải thoát uẩn giải thoát trí kiến uẩn của chư như lai và vô lượng vô biên các phật pháp khác hoặc sự thuyết tránh pháp của chư như lai vào dựa vào việc tam phước nghiệp tu tập tánh thí tánh giới tánh tu vào dựa vào pháp đó mà tinh cần tu học đắc quả dự điều nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề được vào tránh tánh đi sanh của bồ tát hoặc các hữu tướng